chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với khóa học Content Marketing by Phan Anh. Và trong bài học này thì tôi sẽ trình bày và chia sẻ với các anh chị và các bạn những cái nội dung liên quan đến việc là viết bài PR quảng cáo ở trên báo chí. Các cái bài PR quảng cáo ở trên báo chí cũng là một cái cách thức để chúng ta vừa làm PR vừa làm quảng cáo, và cũng là liên quan đến chủ đề Content Marketing. Bởi vì nội dung, hình ảnh hoặc là video xuất hiện ở trên đó chính là cái phần mà chúng ta quan tâm đến phần nội dung. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là bài PR quảng cáo là gì, đúng không? Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta lên trên báo điện tử hoặc là các trang tin hoặc là những cái tờ tạp chí trực tuyến. Chúng ta nói chung là báo điện tử, tất nhiên cũng có cả báo giấy, nhưng mà trong cái giới hạn của cái khóa học này là tôi đề cập nhiều đến vấn đề về internet hóa, đúng không ạ? Và công nghệ và các cái phiên bản điện tử. Thì đó chính là những cái bài viết được đăng trên các cái tờ báo điện tử hoặc các trang tin điện tử và có nội dung quảng cáo cho một cái nhãn hàng, một cái thương hiệu, một cái cá nhân nào đó, hoặc là có một cái nội dung mà PR và làm cho khán giả, cũng làm như cho khách hàng độc giả cảm thấy yêu mến, thích thú và hiểu biết nhiều hơn về sản phẩm và dịch vụ của hãng, thì đó chính gọi là một cái bài quảng cáo PR. Thế thì chúng ta sẽ thường là sẽ có hai dạng là PR trả phí và PR không trả phí. Thì những cái bài PR trả phí là chúng ta sẽ phải trả tiền cho các cái tờ báo này để chúng ta được xuất hiện, bởi vì đây chính là hình thức kinh doanh của các cái tờ báo và trang tin điện tử. Còn cái hình thức không trả phí, thí dụ như là một cái tờ báo họ có thể chia sẻ quan điểm về kinh doanh, quan điểm về marketing, quan điểm về bán hàng của thầy Phan Anh chẳng hạn, hoặc là thầy Phan Anh viết một cái bài viết chuyên môn về một cái lĩnh vực gì đó, thí dụ như 4.0 hay là cạnh tranh giữa Grab với Uber tại Việt Nam với cái taxi truyền thống, vân vân. Thầy Phan Anh thì rất là thường xuyên lên báo chí trả lời hoặc truyền hình trả lời. Thì như vậy đấy cũng là một cái cách thức để chúng ta làm PR thương hiệu cho cái cá nhân hoặc là cho doanh nghiệp của chúng ta. Đấy là một cách tốt, nhưng thầy Phan Anh không phải trả phí, thậm chí báo đài còn phải trả tiền nhuận bút và tiền lên sóng cho thầy Phan Anh cơ. Đó, thế thì khi nào thì nên mua và có cần mua không? Thì câu trả lời là cần mua, nên mua. Và khi nào thì khi chúng ta muốn xây dựng thương hiệu, khi chúng ta muốn phát triển thương hiệu, chúng ta muốn nhanh chóng nhiều người biết đến hơn. Đó, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái tờ báo, những cái trang tin phù hợp với ngành hàng, thương hiệu và độc giả của mình. Bởi vì mỗi một tờ báo, trang tin trực tuyến thì nó sẽ có một cái nhóm độc giả riêng. Tôi lấy ví dụ như là VnExpress là một cái trang tin với số lượng người đọc rất là lớn và đa dạng. Thế nhưng mà một cái trang kênh 14 thì có thể hơi thiên hướng theo cái chuyện là giới trẻ, giới học đường. Cái trang A Family chẳng hạn thì hơi thiên hướng so với phụ nữ, hay là Eva là hơi thiên hướng cho phụ nữ. Quá trẻ thơ thì hơi thiên hướng cho các mẹ nuôi con. Đó, ý tôi là như thế. Ý tôi là chúng ta phải chọn được một cái danh mục, những cái tờ báo cụ thể, những cái trang tin cụ thể phù hợp với ngành hàng, thương hiệu của chúng ta và độc giả của chúng ta. Đó. Rồi thì nếu mà kinh doanh thì chúng ta nên chọn cà phê Beat, cà phê F, tôi giả sử như vậy. Còn tất nhiên cứ những trang báo lớn chúng ta ngồi thì cũng đã là ok rồi. Rồi, thế thì chúng ta khi mua thì chúng ta cần quan tâm gì? Thì tôi nghĩ là quan tâm đến vấn đề về giá, đúng không? Giá của các tờ báo này thì nó cũng rất là vô cùng và các mức giá khác nhau. Có thể 3 triệu đồng, 5 triệu đồng, 10 triệu đồng hoặc thậm chí nhiều hơn cho một tờ báo, một bài trang tin, phụ thuộc vào tờ báo nào, phụ thuộc vào chuyên mục nào, phụ thuộc vào thời điểm nào, phụ thuộc vào có xuất hiện trang chủ hay không. Rồi đấy, phụ thuộc vào cách thức mua và đàm phán của chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta nên mua qua các cái đại lý, mua buôn, agency thì chúng ta có thể được chiết khấu từ 10-20%. Thông thường thì cái mức giá thì nó dao động, tôi nghĩ nó khoảng từ 3-7 triệu là cái mức giá mà phổ biến và dễ chấp nhận được cho các tờ báo điện tử hiện nay. Sau đó thì chúng ta có thể sử dụng những đường link này, chúng ta share trên group, share trên Facebook cá nhân, chúng ta share trên fanpage, chúng ta chạy quảng cáo. Thì cái mức độ uy tín của nó rất là tốt. Hoặc là chúng ta cũng có thể là lên truyền hình VTV, VTC, truyền hình quốc hội, hay là những cái trang tin hoặc là những cái đài truyền hình cấp địa phương. Sau đó chúng ta cũng có thể tải cái video đấy cộng với cái logo của đài
đài V, đài C gì đó, chúng ta cũng đưa lên báo chí, chúng ta cũng đưa lên mạng xã hội, chúng ta chạy. Thì cái phương thức như vậy là một cái phương thức marketing và PR mix rất là hay. Thì chúng ta phụ thuộc vào ngân sách của chúng ta, thì chúng ta sẽ mua từng cái bài, số lượng bài nhiều hay ít, báo nào, trang nào, rồi thì đài gì, ok. Và chúng ta nên mua theo một cái công thức là dưới 6 tháng làm truyền thông thì đừng làm. Vì các chuyên gia người ta tính toán rồi là sẽ cần đến 6 tháng thì mới làm được các bạn nhé. Còn dưới 6 tháng thì làm thì truyền thông nó sẽ chưa đủ mạnh, chưa đủ cái mức độ phổ biến, cũng như là chưa đủ mức độ ngấm, thẩm thấu. Thì ví dụ chúng ta lên một bài bùng nổ ấy, xong chúng ta lại xịt, thì như thế khách hàng có khi chưa kịp hiểu biết gì về thương hiệu, về sản phẩm đã hết tiền rồi. Đấy, thế thì chúng ta sẽ cần lưu ý là cái thời gian là 6 tháng. Trong 6 tháng đấy chúng ta có thể ví dụ đi 12 bài, tức là mỗi tháng 2 bài, tức là mỗi 2 tuần 1 bài. Hoặc chúng ta nhiều hơn nữa thì chúng ta khoảng 10 ngày 1 bài. Thì cái tần suất như vậy tôi nghĩ cũng rất là phù hợp. Thế thì các yếu tố mà cần có trong một cái bài PR là gì? Thì theo tôi là cần phải đưa ra được sản phẩm và dịch vụ là gì, rồi thì các đặc tính của thương hiệu, rồi thì lựa chọn một cái thông điệp truyền thông chính. Cái thông điệp này thì chúng ta đánh vào chất liệu, về giá cả, hay là nhà phân khối, hay là nhà nhập khẩu, hay là nhà sản xuất, người ta đứng thứ bao nhiêu thế giới, hay là chúng ta suy nghĩ, chúng ta trả lời trong cái câu hỏi là USP đấy, cái bài học về USP là Unique Selling Point tôi đã nói đấy. Thì cái USP của chúng ta là gì, chúng ta có thể đưa vào trong cái bài PR này. Đấy, và chúng ta cũng có thể sử dụng thêm những cái yếu tố khác để mà viết một cái bài PR. Một cái bài PR trên báo điện tử hiện nay thì họ quy định nó dao động khoảng 1.000 từ. Tất nhiên có thể hơn kém một chút, nhưng mà đấy là cái mức mà các tờ báo hiện nay là người ta đang khuyến cáo. Khoảng 1.000 từ, nó không quá dài, nó không quá ngắn. Bởi vì quá dài thì cái lượt đọc nó sẽ yếu, mà ngắn quá thì chưa nói được chuyện gì cả. Thì tôi thông thường tôi viết trong dao động khoảng 800-1.200 từ. Đấy, còn quá số đấy thì có thể là các bạn sẽ phải mua 2 bài. Và các bạn nên mua một series nhiều các cái chủ đề khác nhau, đúng không? Và chúng ta khai thác nhiều góc cạnh của thương hiệu, của sản phẩm. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như là VinFast là một cái thương hiệu mới của tập đoàn Vingroup, họ ra đời. Ta không bàn đến chuyện là họ quá nhiều tiền, đúng không? Ta không bàn đến chuyện là họ là ông trùm về truyền thông, đúng không? Nhưng mà ta đang bàn về cái cách mà họ làm, đúng không? Chẳng hạn như là họ khai thác cách đặt tên thương hiệu VinFast. VinFast nghĩa là gì? Tại sao lại có cái tên VinFast, cảm hứng ra đời như thế nào, đúng không? Rồi thì nhà máy được sản xuất ra sao, bao nhiêu con robot, rồi thì thi công nhà máy với tốc độ kinh hoàng, rồi thì đội ngũ quản lý nhà máy thì đến từ những cái chuyên gia hàng đầu thế giới trong những công ty tập đoàn lớn, rồi thì đội ngũ thiết kế là được thuê từ Ý, từ châu Âu, thuê từ Ý, từ châu Âu rất là sang xịn mịn. Rồi thì chủ tịch rất là quan tâm, đúng không ạ? Rồi thì lễ hội về xe, ra mắt xe, rồi thì triển lãm show này show kia, chuyện hậu trường, rồi thì cái chuyện khó khăn, chuyện thuận lợi, vân vân, liên tục họ truyền thông như vậy trong vòng 6 tháng kể từ lúc mà chưa có sản phẩm ra đời, người ta đã truyền thông rồi. Thì các bạn thấy rằng là hãy học cái cách người ta làm, là chuyện thì bên lề, đúng không? Và chưa ra đời, thương hiệu chưa có, chưa bán, có thể đã truyền thông trước đó 1 năm hoặc là 6 tháng rồi, để đến khi ra đời một cái là khách hàng người ta đón nhận ngay. Thì đấy cũng là một cái phương pháp rất là tốt. Đấy. Ngoài ra thì tôi cũng có thể lấy cho các bạn một cái ví dụ, một số các bài PR mà trực tiếp tôi viết. Chẳng hạn như là các bạn có thể tham khảo một cái bài viết, tất nhiên là một bài thôi, vì trong cái thời lượng nó không cho phép, đúng không? Hoặc là các bạn có thể cần thuê viết bài PR, hoặc là mua bài PR, các bạn cũng có thể liên hệ với thầy Phan Anh. Là tôi có thể tư vấn và hỗ trợ cho anh chị rất là nhiều được, vì cái khả năng viết của tôi rất là tốt. Đấy, ví dụ như là tôi có làm một cái bài trước đây cho một cái thương hiệu thời trang về đầm bầu, thì tôi viết một cái bài là bầu cũng có quyền đẹp và thời trang. Tức là quan điểm của tôi là nhấn mạnh vào hai từ khóa sản phẩm là đẹp và thời trang, bầu là phải đẹp, bởi vì đấy là một quan niệm mới về phụ nữ là phải đẹp và lúc nào cũng phải đẹp, vì vậy bầu cũng phải đẹp và cá tính thời trang. Đấy. Và tôi đặt vấn đề là cái người chủ thương hiệu người ta không có kinh nghiệm, nhưng mà người ta cũng bầu bí, người ta đi tìm những cái sản phẩm trên thị trường mà người ta cảm thấy những cái sản phẩm không được thời trang, không được sexy, không được cá tính, không được theo ý người ta.
Đấy, và sau đó thì với cái tính cách dám nghĩ dám làm, và người ta đã tìm kiếm sáng tạo và may thử các cái mẫu với cái tiêu chí là sản phẩm đẹp và thời trang sexy, và người ta người phụ nữ bầu tự tin đi ra ngoài đường đấy. Sau đó thì người ta bắt đầu đặt hàng sản xuất và rất là trau chuốt vào các cái mẫu mã, rồi để ý đến chất lượng tay nghề. Cái chất lượng này đây là gì? Chất lượng đây là về chất liệu, đúng không? Về kiểu dáng, về hoa văn, màu sắc, phong cách thiết kế. Đấy, sau đó thì cái người phụ nữ là cái người chủ này, người ta cũng rất là chịu khó chịu thương, người ta học hỏi, người ta phát triển nghề nghiệp chứ không phải người ta ăn xổi ở thì. Đấy, thế rồi thì khách hàng cũng rất là hài lòng về sản phẩm, rồi tung ra nhiều cái chương trình hấp dẫn, khuyến mại tốt, rồi thì đổi trả, rồi thì giặt là, rồi miễn phí, rồi vân vân. Sau đó thậm chí là kể cả những khách Việt kiều ở nước ngoài, người ta cũng mua những cái sản phẩm này qua Facebook và người ta mang sang bên kia bởi vì nó rất là rẻ. Sau đó là có ý kiến của chuyên gia Phan Anh vào đó, sau đó là khôn khéo giới thiệu các cửa hàng và các cái cách thức bán và giá cả. Thì đấy là một cái bài PR mà tôi nghĩ là tôi viết cho các bạn, và các bạn có thể xem trên màn hình hoặc là tải đường link các bạn tìm. Ok, thì vừa rồi tôi hướng dẫn cho các bạn và các anh chị một số những cái gạch đầu dòng nhỏ nhỏ về cách mà chúng ta sẽ làm bài PR và xây dựng truyền thông thương hiệu bằng PR. Đây cũng là một cái nội dung liên quan đến content marketing rất là quan trọng. Vâng, và tôi xin phép được kết luận lại một số những vấn đề tôi vừa trình bày. Thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn các tờ báo phù hợp với lượng độc giả cũng như là cái tiêu chí khách hàng của mình. Thứ hai là chúng ta nên truyền thông 6 tháng. Thứ ba là cái số lượng bài vở nó phải đủ. Thứ tư là nên khai thác rất nhiều các góc độ của sản phẩm, thương hiệu, chứ không chỉ lúc nào chỉ nói về sản phẩm thôi. Và thứ tư là nên truyền thông sớm, nên truyền thông trước cả khi sản phẩm đã có, đúng không ạ? Và truyền thông thì cũng cần phải có một cái đội ngũ, cũng như là cần phải xử lý truyền thông tốt, nó cũng lưu ý về vấn đề khủng hoảng truyền thông. Thế rồi thì chúng ta cũng cần phải quan tâm thêm về các cái vấn đề về chi phí, và cái số lượng một cái bài viết cần có bao nhiêu từ, có chứa đựng những cái hình ảnh hoặc là những cái video gì, gắn link ra sao. Đấy, và sau đó chúng ta cũng khi có bài rồi thì chúng ta cần phải chia sẻ cái bài đấy trên Facebook cá nhân, Facebook group, trên fanpage, trên Zalo, và chạy quảng cáo các cái nền tảng để tăng cái lượt tiếp thị về cái bài viết đó thì nó mới tốt được. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.